Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm chả chay ăn đi các bạn. Mình mua cái đậu hũ này mà mình về mình quên để ở cái tủ mà cái tủ mát đó các bạn. Bây giờ mình lấy ra nó không có được ngon lắm, mình phải làm thôi. Các bạn mua về mà các bạn không có thời gian làm á, các bạn muốn bảo quản nó lại thì các bạn phải bỏ tủ mát nha các bạn, cho nó không mốc. Còn này thì nó cũng chưa mốc lắm mà điều nó không có ngon. Nó cứng các bạn. Bây giờ mình cắt nha. Mình cắt là mình rửa lại nhiều nước rồi mình làm chả chay, mình để dành ở trong tủ lạnh mình ăn từ từ các bạn. Cắt đi. Mình làm theo cái kiểu này thì cái bìa này mình không có bỏ lại cũng được nữa. Một lát mình đem mình ngâm riêng rồi mình làm luôn nha các bạn. Tại vì mình làm theo kiểu này là mình xay nhuyễn ra, chứ mình không có để lá mình nhồi, lá nhồi sợ nó không có nát được á các bạn. Mình làm cũng nhiều lần rồi, rút kinh nghiệm nhiều lần rồi mà nó không có dẻ các bạn, nó không có dẻ dặt. Bây giờ mình cắt cái này ra nè, mình đi rửa nhiều nước, ngâm rửa xả 4-5 nước nha các bạn. Các bạn ơi, đến lúc mình phải đi ngâm đi rửa nhiều nước nha các bạn. Mình ngâm rồi mình rơ vớt ra đây nè, mình làm 4-5 nước như thế này cho những cái chất dơ hoặc là những cái chất mốc rồi nó ra hết rồi các bạn, dầu rồi nó ra. Tại vì người ta làm ta phải áo một lớp dầu mới để lâu được, mình mới bảo quản được. Còn cái nào mà ít dầu mình để ở ngoài tủ lạnh là nó bị mốc đó các bạn, đó mới là không có chất bảo quản đó. Người ta bảo quản bằng một lớp dầu thường là như vậy. Đổ nước rồi ha. Các bạn tiếp tục các bạn làm thêm nhiều nước nữa, 2-3 nước nữa. Nè, các bạn bóp nè, bóp rửa. Cách này là cái cách mình cũng nghiên cứu, là cách mới đó các bạn. Còn hồi xưa mình làm cho sạch rồi mình trụng qua nước sôi mà mình để mình nhồi thôi. Còn bây giờ thì mình muốn làm cho chả nó dẻ nó chắc thì mình đi xay ra các bạn, xay ra rồi bỏ thêm chút xíu bột mì nữa là ăn nó ngon à. Các bạn làm 4-5 nước ha. Cái nước cuối cùng các bạn bỏ chút xíu muối, các bạn rửa lại nha các bạn. Rồi được 2 nước rồi đó, chúng ta làm tiếp thôi. Là nước thứ tư của mình rồi nè nha các bạn. Mình bỏ vô chút xíu muối mình ngâm đó nha các bạn. Mình ngâm mình nhồi rồi mình xả lại một nước nữa. Rồi mình đem mình xay. Đó, ngâm mình để đó nha các bạn. Để đó 5 phút đi rồi mình xả lại. Còn cái này thì mình cứ để đây mình ngâm nè. Mình rửa mình xả nhiều lần, một lát mình xay luôn cũng được, hoặc là mình để mình nấu cháo mình ăn, nấu canh mình ăn. Bây giờ mình vớt nó ra cái rổ nha các bạn. Hồi nãy giờ mình rửa 4 nước, nước này nước thứ 5 rồi nè. Mình vớt ra cái rổ mình đem mình luộc lại cho nó mềm nha. Mình luộc lại khoảng 2 phút. Cái gia vị nó cũng đơn giản thôi nha các bạn. Hồi nãy mình không có trình bày cái gia vị. Thì một chút, một muỗng đường, một muỗng bột nêm, nửa muỗng tiêu, mình ít ăn tiêu, mình để nửa muỗng à. Hành phi với lại ngò rí nha các bạn. Mình muốn ăn cái gì mình bỏ cái đó. Mình xay ra là mình ăn nó có chất. Rồi, còn ba cái này nè, cái cọng đó nè các bạn. Mình cứ rửa luôn, mình bỏ vô, mình luộc luôn đó nha các bạn. Luộc mình là xay nhuyễn rồi, mình không sợ nó lợn cợn đâu các bạn. Đưa vô là nó nhuyễn thôi. Này mình rửa mình ngâm bằng nước nóng nè. Đó, mình xả mấy nước rồi đó, 4-5 nước rồi. Bây giờ mình bỏ vô mình luộc trước. Làm cái này thì nó hơi cực nhưng mà ăn nó ngon. Mà mình để dành tủ lạnh mình ăn nha các bạn, mình ăn thế thịt đó. Nhà mình bây giờ có người bệnh, mình ăn cũng hơi kỹ một chút. Còn mình thì không có tính đâu các bạn, đừng có tính mình. Ai ăn còn thừa tôi ăn, không có tính.
mình ăn cái gì cũng được. Thường người ăn mặn mình cũng cho người ta ăn chay kèm với ăn mặn, còn mình thì muốn ăn cái gì thì ăn nha các bạn. Dễ như vậy đó. Bây giờ trở thành người phục vụ hồi nào cũng không hay. Phục vụ cho cháu, bây giờ phục vụ cho chồng. Đó, mình bỏ cái này vô mình trụng trước nè. Trụng nó trước nha các bạn. Gia vị thì gồm có ngò rí nè các bạn. Ngò rí mình sắc nhuyễn nè. Mình muốn ăn gì mình bỏ nấy. Có người thì thích ăn bơ rô. Còn này mình phi hành nè. Một đường nè. Bột nêm chay nè. Với tiêu. Cái phần cộng này thì mình nấu lên mà mình nấu cho nó lâu một chút nha các bạn. Tại vì nó là cộng. Cái bìa của nó đó các bạn. Cái bìa của đậu hũ đó. Còn đậu hũ kia thì mình nấu nó mau một chút. Rồi mình đổ ra cái rổ cho nó ráo lên. Cái này 5 phút đi, cái kia chừng 2 phút mấy à, 3 phút à. Rồi mình luộc nó 2 phút rưỡi rồi nè nha các bạn. Bây giờ mình đổ ra cái rổ cho nó ráo, rồi lát mình đổ vô cối mình xay rồi mình hấp nha. Bây giờ mình đem mình xay nha các bạn. Mình đem mình xay ra. Mình dùng cái cối xay nè. Bỏ vô đây. Như đây là 200g nè các bạn ơi. Mình bỏ vô cái rổ nó ráo nước rồi nè. Xay cho nó nhuyễn lên ha. Rồi mình đổ ra mình trộn. Trộn mình đem mình hấp. Mình đậy nắp nó không có kính đó các bạn. Phải đậy nắp cái kính nè. Ha. Rồi mình xay lên. Xay nó nhuyễn rồi các bạn múc ra nha. Xay nhiều lần các bạn, nhiều lượt chứ một lượt là không nổi đâu. Các bạn ơi, mình xay đã nhuyễn rồi. Mình bỏ gia vị vô mình xay nha các bạn. Đây là cối thứ hai. Cối thứ hai của mình nè. Ha. Mình múc ra đây. Gia vị mình bỏ vô hết rồi mình bỏ thêm một vô đây, mỗi một lần xay là một muỗng bột mì đó các bạn. Có bột nó tạo độ kết dính nha các bạn. Bây giờ nó mịn nó nhuyễn lại như vậy rồi đó. Rồi mình bỏ hành phi vô đây, bột nêm, đường vô đây mình xay luôn đặng lát mình đỡ có trộn nha các bạn. Nhưng mà các bạn cũng phải trộn nhiều nó để cho nó tạo độ dẻo. Mình cho vô đây mới có 2 muỗng bột mì thôi các bạn. Ha. Rồi bắt đầu mình trộn lên nè. Cho tiếp hành là ngò rí vô mình trộn vô ăn cho nó có chất rau và đồng thời nó ngon cái miệng của mình nha các bạn. Vét ra hết. Bởi vì mình hạ tiện lắm các bạn. Cái này cũng là mua mắc tiền lắm. Đậu hũ kiểu này mua mắc tiền lắm luôn á. Mình ăn mình tiết kiệm mà phải lành các bạn ơi. Rồi bỏ ngò rí vô ha. Mình bỏ hết cái phần bột mì này vô, tại vì hồi nãy mình định làm 3 muỗng mà ở trong đây chỉ có 2 muỗng thôi. Bỏ hết cái phần bột mì này vô. Giờ trộn tiếp nha các bạn. Trộn tiếp rồi các bạn bỏ ra cái sửng các bạn hấp. Mình lười lấy cái nồi hấp ra, mình hấp trong cái nồi cơm điện các bạn ơi. Rất là ngon, thơm dữ lắm luôn á.
nhưng mà phải có chút xíu bột mì đặng mình an tâm, nó kết dính mạnh mạnh hơn nha các bạn, chả nó dẻo hơn, nó dai hơn. Mình làm như vậy mình bó cũng được nữa các bạn, làm như vậy bó thì chả nó ngon lắm, nó mịn. Để chuyến sau mình có được lá chuối rồi mình làm như vậy mình bó nè, mình để tủ lạnh mình ăn. Các bạn muốn ăn lâu thì các bạn để tủ đông, còn ăn nhanh thì mình để tủ mát ha. Giờ mình nếm lại nè, rất là vừa ăn nha các bạn, rất là vừa ăn luôn. Các bạn ơi, gia vị mình đã làm xong hết rồi nha các bạn, mình đã trộn vô đây xong hết rồi, 3 muỗng bột mì, mà còn ở đây 2 muỗng dầu ăn, mình cho cái dầu mà phi hành đó các bạn, mà cho vô đây hết. Trộn gia vị vô mình nếm vừa ăn nha các bạn, nếm vừa ăn rồi bỏ ra cái sửng hấp ra lại, mình không có cần buộc đâu nha các bạn, tại vì mình làm mỏng và mình khi chiên lại như chả cá vậy đó, còn mình buộc lại bó lại tròn thì nó càng ngon hơn nữa, rồi mình cũng phải chiên mình ăn hoặc là mình để tủ lạnh mình ăn. Mình ăn chả này mình cũng không cần chiên nữa các bạn, chiên tới chiên lui ăn nó mệt cái bụng, nó ngon lắm, chiên thì nó ngon. Rồi bây giờ chúng ta bỏ ra cái sữa này nè, chúng ta lấy giấy ha, giấy lót cho anh chắc ăn, ở nhà có giấy thì dùng giấy, có gì dùng nấy nha các bạn, mà không có giấy thì mình tha miếng dầu, không có giấy thì mình tha vô đây miếng dầu cũng được, có giấy thì dùng giấy, có gì dùng nấy ha. Rồi mình đem mình hấp, thì hôm nay mình không có dùng lò hấp mà mình hấp bằng nồi cơm điện các bạn ơi, đem ra đem vô mất công rửa, cho vô cái nồi cơm điện mình chơi luôn, bỏ vô đây ha, lấy tay ém lại.